Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Món Chay. Thì em lại tiếp tục chia sẻ với cả nhà một cái món ăn chay cũng rất là ngon nữa. Đó là món gỏi xoài khổ qua. Xoài mà kết hợp với lại khổ qua và nấm bào ngư thì cực kỳ ngon nè và rất là thú vị. Món ăn này sau khi hoàn thành sẽ có một cái vị là chua chua ngọt ngọt ha. Nấm thì dai nè. Xoài và khổ qua thì giòn và đậu phộng thì béo. Đặc biệt là khổ qua không hề bị đắng nha cả nhà. Cả nhà xem video nếu thấy thích cái món ăn này thì xin theo chân em vào bếp mình cùng nhau thực hiện nha. Đầu tiên sẽ là phần nguyên liệu của chúng ta ha. Ở đây em có là một trái xoài xanh. Trái xoài này là 300g nha cả nhà. Xoài này là em dùng loại xoài keo nè. Nó là cái loại này ha. Thì cả nhà mình đó thích ăn mà chua nhiều thì mình sử dụng các loại xoài cát ha. Em có thêm một trái khổ qua 200g, một trái ớt sừng không cay và 200g nấm bào ngư xám. Em có tiếp ở đây là một ít rau răm nè. Em có thêm một ít đậu phộng rang. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi cắt xoài ra nha. Em sẽ dùng một con dao hai lưỡi, em gọt xoài ra như thế này nè cả nhà, để cho nó tương đương với cái miếng khổ qua của mình đó. Thì sau khi cắt xoài xong, bây giờ em sẽ đi cắt cái phần khổ qua luôn nha. Khổ qua em sẽ bỏ đi hai cái đầu của nó và em chẻ nó ra làm hai. Sau đó thì mình sẽ lấy ruột khổ qua ra ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt cái khổ qua này thành từng lát mỏng nha cả nhà. Do em không có dùng cái dao hai lưỡi để em bào là do cái khổ qua nếu mà mình bào bằng dao hai lưỡi nó sẽ bị nát ha. Cho nên là mình dùng con dao này mình cắt cho nó thật mỏng là được nha. Thì cái trái ớt sừng này là ớt sừng không cay nha cả nhà. Thì em sẽ bổ nó ra để em lấy cái ruột em bỏ đi ha. Cả nhà mình mà thích ăn cay thì có thể thay thế bằng cái trái ớt sừng cay, hoặc là mình sử dụng luôn cái trái sừng này và mình băm thêm cái ớt hiểm cay mình cho vào ha, cũng được nha. Và em sẽ cắt nó ra như thế này nè. Rau răm thì chúng ta sẽ cắt nó ra làm 3, làm 4 nha cả nhà, cho nó nhỏ nhỏ là được ha. Tiếp theo sẽ băm một cái tép tỏi chút xíu nữa mình xào nấm bào ngư nha. Và cái phần nấm bào ngư này chúng ta sẽ xé đôi nó ra nha cả nhà. Đây, cái nấm này là nấm vừa chứ không lớn lắm và cũng không có nhỏ ha. Để cho nó tương đương với cái miếng khổ qua và cái miếng xoài của mình đó. Nên mình không có xé nhỏ quá nha. Bước tiếp theo em sẽ đi xào nấm bào ngư ha. Em sẽ cho vào đây khoảng một muỗng cà phê dầu ăn. Thì mình sẽ đợi dầu cho thật nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm vào đây mình xào lên cho nó thơm nha. Cả nhà ai ăn chay mà không ăn ngũ vị tân thì mình có thể thay thế bằng hành bơ rô hoặc không cho vào cũng được ha. Sau khi mà tỏi đã thơm rồi, em sẽ cho cái phần nấm bào ngư vào. Nấm rất là nhanh chín nha cả nhà, cho nên cái phần nấm này em xào trong vòng khoảng 2 phút là được ha. Mình sẽ đảo sơ nó lên thì sau đó mình sẽ nêm gia vị nè. Em sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê nước tương. Bây giờ mình sẽ xốc lên cho cái phần nấm mình thấm đều gia vị ha. Sau 2 phút cái phần nấm của mình nó đã chín rồi nè. Bây giờ em sẽ tắt bếp nha. Bước tiếp theo mình sẽ đi làm cái phần nước trộn ha. Nước trộn của mình gồm có là 3 muỗng canh đường, 3 muỗng lưng nha cả nhà, và 1 muỗng rưỡi canh nước mắm chay ha.
Do là xoài đã có cái vị chua rồi cho nên mình không cần cho thêm chanh hoặc tắc vào đây nha cả nhà. Mình sẽ giữ nguyên cái vị chua của xoài ha. Bây giờ thì em sẽ trộn đều nó lên nè. Tất cả nguyên liệu và nước trộn đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi trộn gỏi nha. Em sẽ cho hết cái phần khổ qua và xoài vào đây. Tiếp theo thì em sẽ cho luôn cái phần rau răm vào đây. Mình sẽ chừa lại một ít để chút xíu mình để lên trên mặt nha. Tiếp theo nữa em sẽ cho một ít ớt vào đây. Bây giờ thì mình sẽ rưới nước trộn nha. Em sẽ cho hết cái phần nước trộn của mình vào đây nè. Bây giờ thì mình chỉ cần trộn đều nó lên và cho ra dĩa thôi. Bây giờ thì em sẽ cho cái phần gỏi của mình ra dĩa nha. Rất là đơn giản luôn cả nhà mình ha. Trong vòng khoảng 10 phút thôi thì chúng ta có ngay một cái món gỏi xoài khổ qua chay cực kỳ ngon để dành cho gia đình. Bây giờ em sẽ rắc lên hết cái phần rau răm còn lại nha. Và chúng ta sắp luôn cái nấm bào ngư lên nè. Rồi chúng ta sẽ rắc lên một cái lớp ớt, rồi rắc thêm đậu phộng nữa. Vậy là xong ha. Vậy là em đã hoàn thành xong cái món gỏi xoài khổ qua chay rồi đó cả nhà. Cả nhà mình thấy rất là đơn giản đúng không nè. Món ăn này làm rất là nhanh nè, rất là ngon và nguyên liệu cũng rất là dễ tìm nữa. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và có những bữa chay thật là ngon miệng. Hy vọng rằng với cái món gỏi xoài khổ qua chay này sẽ mang lại cho gia đình mình nhiều cái bữa chay ngon, phong phú hơn và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Em xin cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Món Chay Mỗi Ngày và cũng như nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy thích cái món ăn này thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm vào cái chuông để xem món ăn mới mỗi ngày nha. Và bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.